Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo 2 ca tử vong 65 và 66 là những bệnh nhân có bệnh lý nền nặng liên quan COVID-19. Ca tử vong 65, bệnh nhân 4391, nam, 53 tuổi, địa chỉ Yên Lạc, Vĩnh Phúc, tiền sử Olympho không hóc kinh từ tháng 9 năm 2020, đã điều trị hóa chất 9 đợt, cao huyết áp. Bệnh nhân tử vong hồi 5 giờ 25 phút ngày 19 tháng 6. Chẩn đoán tử vong, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS, COVID-19 trên bệnh nhân mắc Olympho không hóc kinh kháng trị, tăng huyết áp, suy thận. Ca tử vong 66, bệnh nhân 6043, bệnh nhân nam, 80 tuổi, địa chỉ Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, suy thận độ 2 và hen phế quản, điều trị thường xuyên. Do tuổi cao, sức yếu, mắc nhiều bệnh lý nền nặng, bệnh nhân không đáp ứng điều trị, suy đa tạng ngày một nặng. Bệnh nhân tử vong hồi 18 giờ 42 phút ngày 19 tháng 6. Chẩn đoán tử vong, suy đa tạng viêm phổi ARDS do Sars-CoV-2 trên bệnh nhân suy thận, tăng huyết áp, suy tim, hen phế quản. Như vậy, ở đợt dịch thứ 4 này, đã có 31 ca tử vong liên quan đến COVID-19, trong đó đa phần là các ca bệnh tuổi cao, có bệnh lý nền lâu năm. Tổng số trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta kể từ dịch COVID-19 xuất hiện đến nay là 66 trường hợp.